Câu kể còn gọi là câu trần thuật. Câu trần thuật này còn có thể dùng để kể, tả, giới thiệu về sự vật, sự việc. Cũng là câu kể còn có thể nêu lên ý kiến, tâm tư, tình cảm. Như vậy, chỉ gọi đơn giản là kể, nhưng con thấy không, có rất nhiều tác dụng khác nhau. Chúng mình cùng tìm hiểu ví dụ sau. Tôi có rất nhiều đồ chơi. Câu này đơn giản là kể. Kể cho mọi người biết rằng tôi có nhiều đồ chơi. Câu thứ hai, bầu trời trong xanh, bồng bềnh những đám mây trắng. Câu này là câu tả. Bởi vì sự vật được nói đến là bầu trời. Từ để miêu tả cho bầu trời là trong xanh. Mà trên đó ta còn thấy những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi. Như vậy, câu này là câu tả. Hay như câu, mẹ em là bác sĩ. Câu này chắc các con nhận ra ngay, đây là câu dùng để giới thiệu. Thông thường, câu dùng để giới thiệu sẽ có từ là. Sử dụng theo kiểu câu ai là gì. Hay như, sáo đơn, sáo kép, sáo bè như gọi thấp những vì sao sớm. Trong câu này, người ta đã nêu lên ý kiến hoặc đưa ra nhận định về việc sử dụng sáo đơn, sáo kép, sáo bè. Chính những kỷ niệm, những ký ức của tuổi thơ này dường như thời gian ngắn lại, nên các bạn mới cảm nhận như gọi thấp những vì sao sớm. Đôi khi, giới thiệu hay nhận định đều sử dụng từ là, nên các con chú ý để phân biệt cho rõ nhé. Hoặc trong câu kể, tôi yêu lắm những giọt mồ hôi của mẹ.